Ông Phạm Ngọc Quốc Cường tiếp tục tố Jack bịa chuyện Messi tặng áo, ăn tối cùng. Sáng ngày 8 tháng 9, doanh nhân Quốc Cường, người đưa ca sĩ Jack gặp cầu thủ Messi tiếp tục có bài viết mới nhất đăng tải trên trang cá nhân Facebook. Trong đó, ông Phạm Ngọc Quốc Cường khẳng định Jack cung cấp nhiều thông tin sai sự thật về cuộc gặp gỡ Messi trong buổi họp báo. Ông Cường khẳng định không có chuyện Jack ăn tối với Messi. Hoàn toàn không có chuyện ăn tối mà là đến đó ăn tối, chờ Messi và bạn bè ăn xong thì vào xin chụp ảnh và ký. Chiếc áo Messi ký, do em không có những chiếc áo ý nghĩa, nên thậm chí chiếc áo đó là mượn của anh để ký. Trước họp báo một ngày, anh gửi vào để em sử dụng. Hoàn toàn không có chuyện Messi tặng áo, ông Quốc Cường cho biết. Bên cạnh đó, vị doanh nhân cũng thông tin về chi phí cho chuyến đi. Tôi tóm gọn đơn giản là việc gặp Messi hai cuộc đầu tiên đều thất bại, nên đến lần thứ ba mới hẹn lại được. Việc sắp xếp để hẹn gặp riêng tư khác với việc hẹn gặp Messi tại sân nên chi phí thay đổi là bình thường. Ông Quốc Cường giải thích về số tiền gặp mặt lên tới 5 tỷ đồng. Hôm qua ngày 7 tháng 9, G97 Entertainment, công ty quản lý của Jack vừa đăng thông báo đáp trả doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường. Công ty đại diện của ca sĩ cũng công bố số tiền mà Jack trả cho ông Quốc Cường cao hơn so với báo giá khoảng 2 tỷ đồng ban đầu. Trong thông báo này, công ty đại diện của Jack không nhắc đến việc có liên hệ với Messi để xin phép sử dụng hình ảnh siêu sao người Argentina trong MV hay không.